này. Và đặc biệt hơn nữa, người tặng món quà này đó chính là chị Cà Chua Đỏ, đến từ kênh Cà Chua Đỏ luôn, khu vườn cà chua đó các bạn. Đây, có một cái hộp quà màu xanh lá cây. Em Nhi, và có ba cái trái tim, một cái tim hai. Có cái địa chỉ đây. Thì cái địa chỉ này ai cũng biết rồi, nên bỏ đi. Được gói rất là kỹ nha, có cái lớp sạch ở ngoài luôn nè. Cái hộp rất là dễ thương luôn. Cái hộp màu xanh lá cây. Kỹ lưỡng lắm luôn. Ok, giờ Nhi sẽ mở. Rất là nhẹ nhàng từ tốn thôi. Nhẹ nhàng và tình cảm. Nhẹ nhàng và tình cảm thôi. Cái này khá là dễ, chỉ cần là bấm cái ngón tay vô là xong rồi. Yeah. Đó, cái hộp bên trong nó sẽ như thế này. À, đây là đặt. Wow. Rất là lớn và rất là nặng luôn. Đẹp. Đây, chúng ta cùng mở nha. 1, 2, 3. Yeah. À. Gói kẹo siêu chua. Kẹo siêu chua. Tiếp theo là một cái kẹo dâu. Một cái kẹo pizza. Có một chai nước gì nữa nè. Wow, chắc sữa tươi á. Milk tea. Không, trà sữa luôn ha. Trà sữa, trà sữa dâu. Đây có một cái hộp kẹo nữa. Có charm, charm buslam, charm mini, với lại charm cái kẹo và charm trái bắp. Một cái kẹo dẻo hamburger. Wow, món này như có xem video của chị nè. Còn đây có một cái gì nữa nè ta. Wow, rất là nhiều slam. Có tem luôn. Đây là có, đây là slam của khu vườn cà chua garden đó các bạn. Đây là có cream slam rồi, cold cream và là cold slam. Đây, có rất là nhiều luôn mà lần này chị làm thêm có rất là nhiều màu. Lần trước là như chị thấy cái màu này thôi. Cream slam nè, rồi cold slam. Nói chung là toàn là slam may thôi. Còn này là gì? Chắc là một cái charm hay là một cái quà gì đó. Có một cái ly bên đây này. Rất là dễ thương. Đó. Đây, cà chua đỏ, cà chua garden nha. Cái shop của chị đó là cà chua garden. Bây giờ chị sẽ review từng cái nha. Ok, đây là một cái trứng bất ngờ. Đây thì có charm của slam, chị sẽ để bên đây nha. Có trà sữa, có kẹo, kẹo dẻo nữa. Chị sẽ ăn thử cái này. Mở đây. Yeah. À một, wow. Một cái kẹo lưỡi dài. Giống bằng kẹo á. Một cái kẹo lưỡi dài có thể kéo ra. Đừng có mơ. Đây. Này cắt ra. Không biết cái này là kẹo hay. Ừ. Xin gom. Đã quá mượn màng rồi. Như xin xin cho mùi dâu. Mùi dâu nhưng mà nó có cái bột bột á. Nó rất là ngon. Có những mùi dâu nhưng mà không có bột chua á. Món đầu tiên. Nó có một cái lưỡi đây là để cắt được luôn nè. Vậy mới giờ tìm thấy. Để ngược vòng rồi. Hình như không kéo hết được. Giờ ngoài cuộn mà em cũng chỉ. Rồi vô. Rồi bỏ vô lại. À, cắt ra nè. Là khi chúng ta kéo ra thì có một cái này nó cắt nè. Đó. Ok. Bây giờ sẽ tới cái kẹo mà gummy pizza. Nó mở nè. Rất là thơm. Đây mà bạn mà tên thử. Thank you very much. Pizza kẹo dẻo. Hơi chua chua một tí nhưng mà vì là kẹo dẻo nó khá là dẻo và rất là ngon. Nhào hoài nó sẽ ngọt lại. Rồi đây, đây là kẹo chua. Kẹo chua vitamin C. Nghe là thấy chua đó nha. Siêu chua đúng không? Siêu chua. Nào, nó chỉ có một vài viên thôi nhưng mà mình cũng sẽ thử. Có hơi ít viên một tí. Đây. Kẹo này có tên là rất là dễ thương luôn, ồ lé. Kẹo lé. Kẹo ồ lé. Nó có cái viên này. Ở trong nó còn có một cái cục gì nữa. Đâu đâu, tới anh. Chua cỡ nào? Kẹo chua xí mùi hả? À
mà biết ăn xí bụi thì ăn kẹo này rất là ngon. Còn ai không biết ăn thì cứ tập ăn nha. Có hai cái món này khá là đặc biệt. Em Nhi nhớ là Nhi có xem video rồi, bây giờ Nhi không nhớ là nó phải sử dụng sao á ta. Nhi mặc cái trứng này Nhi biết nha, Nhi biết nha. Thì cứ mở ra thôi. Kẹo burger, nãy giờ mình ăn nhiều kẹo dẻ cho nên mình để qua đây. Này chưa ăn nè, này để. Quá tầm lao. Đây có một chai trà sữa cranberry, strawberry. Nhi sẽ mở ra. Hãy dùng tới đồ nghề đi kìa. Good idea. Dùng cái vật nhọn để mở nó ra. Nội công của tôi đó. Không đùa được đâu. Quá mạnh mẽ. Ồ, cái chai rất là dễ thương luôn. Cái chai rất là dễ thương nha. Trà sữa đóng chai. Wow, rất là thơm nữa. Hello. Lố lắm á. Lố không? Rất lố nè. Love milk tea strawberry since 2015. Mọi người, bà thuyết trình kiểu như là bà là nhân viên của cái trà sữa này vậy đó. Ok. Wow, cái này để đá không? Bỏ đá vô hoặc là để lạnh uống. Tuyệt vời. Hai cái món này á. Good idea. Cái món đặc biệt cho nên là em xin giữ lại và em không mở ra, em giải dành. Ôi, món này là chị Cà Chua tặng em. Tặng Nhi mà, không có tặng chung, tặng Nhi mà bạn này được ăn chung là cảm thấy giờ chị Cà Chua đang, nếu mà đang xem video này chắc chắn là cảm thấy là rất là bất công. Cho nên bây giờ thôi. Chị sẽ cho phép, đây là quà tặng mà. Đi. Bây giờ bốn mũi slime này Nhi sẽ review bằng thành hết trách nhiệm đi ra. Một ngày không xa. Ok, thì ở đây chị Cà Chua tặng cho Nhi bốn hũ slime có bốn màu khác nhau. Đầu đa phần đều là loud scream và loud slime. Ở đây còn có charm nữa nè. Còn có charm này. Với lại một cái này là một cái ly đồ chơi á. Ly trà sữa nhưng mà nó ở trong đây nè. Ok, bây giờ Nhi sẽ review từng hũ. Đầu tiên Nhi sẽ review cái hũ này. Nhi rất là ấn tượng với cái màu này. Có là nhiều charm mini ở dưới. Rồi nó còn có màu trắng, một chút màu xanh biển và còn màu tím nữa. Wow, đây. Đây là lý do vì sao chị tặng cho Nhi cái ly này. Các bạn thấy phần trên không? Đây, cái phần trên là xanh biển, màu tím và dưới màu trắng. Oh. Mùi rất là thơm nha các bạn, mùi rất là thơm luôn. Để Nhi lấy ra này hết. Ok. Nhấn mạnh xuống dưới luôn. Quá trời luôn nè. Nhìn như sẽ lôi ra hết nha. Ô chơi cái này hơi giống dùm túi một tí. Đó. Đây là phần màu trắng. Bây giờ sẽ tới phần màu tím. Đó các bạn thấy không? Không hề rớt một cái hạt tuyết nào ra luôn. Chắc là cái này là loud scream rồi. Cái màu này khi kéo ra rất là đẹp nha. Wow, nhiều quá. Nhiều luôn. Nhiều mà nhiều kinh khủng luôn á. Đây, màu tím. Wow, rất là mịn luôn. Và khi chơi không hề bung một hạt tuyết nào ra ngoài luôn á. Các bạn thấy không? Rất là xốp luôn. Mình sẽ trộn cho thật là đều màu để xem cuối cùng nó sẽ ra cái màu gì nha.
đã mịn và ra hẳn một cái màu tím luôn. Có một chút xíu kim tuyến cho bạn nữa. Nói chút xíu thì thôi chứ thật ra rất là nhiều kim tuyến luôn á. Thấy nè, Nhi hay chơi cái kiểu mà slam may á, với cloud slam á. Nhi hay chơi kiểu giống butter slam vậy đó. Nhi hít khuất ra như thế nè. Khi mà lên hình thì Nhi nghĩ là các bạn chỉ thấy được màu tím thôi, chứ thật ra ở đây á là có thể thấy được kim tuyến, cái hạt kim tuyến này nè. Vậy Nhi sẽ xoay tiếp. Vậy Nhi sẽ chơi một cái trò mà Nhi rất là thích luôn. Các bạn xem nha. Đó, Nhi rất là thích mà đưa làm cho cái slam á nó rớt xuống kiểu này. Nhìn kiểu cứ như là một đống tuyết rớt xuống vậy. Chắc là Nhi làm không đều á. Để thử chơi lại coi. Ô, trời ơi, nó không có đều gì hết. Ok, vậy thôi. Hơi tiếc một chút, như là Nhi làm không có đúng cái gì hết trơn á. Ok, sẽ cho lại vào đây. Ôi chơi xong nó nhiều giả mang luôn á, không cho lại vô hũ được. Tiếp theo Nhi có một cái hũ màu vàng. Ồ, giống bánh ghê chưa? Giống như kem vậy đó. Giống như cái trò mà nhìn như hạt cốm vậy đó. Cái này cũng là màu cream rồi. Louse cream. Mình sẽ lấy ra. Đó, cả hai cái này khi mà kéo nhìn rất là đẹp. Wow, đây là một cloud cream. Màu vàng. Hồ móc lấy hết slam ra, nó kiểu móc hết ra nó rất là cực luôn. Nó dính quá trời luôn, cái cream này nó hơi dính á. Hết sức bình dính nào. Và theo như được biết thì chị Cà Chua cũng có làm 1000 hũ và 500 hũ slam. Trời ơi, nhưng nó sai cái từ này hoài. Và 500 hũ lau cream để bán một cái tên shop là Cà Chua Garden. Và các bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ chị Cà Chua nha. Và nhớ qua ấn subscribe cho chị Cà Chua nữa. Tạm thời vậy đi, bây giờ muốn gì lấy hết là tới sáng mai luôn á. Ok. Ôi ơi, cái màu này như thấy hơi bị đẹp á nha. À, rất là thơm luôn. Lau cream. Các bạn thấy gì trời, ghê chưa, ghê chưa? Đây đúng rồi đó. Không được đẹp lắm ha. Đó. Chơi một lần nữa. Mỗi lần chơi những cái slam kiểu này á, mỏi tay cực kỳ luôn, nhưng mà chơi rất là đã. Khi mà slam làm xong á, rất là đã luôn. Ok. À, còn hơi dính một tí nhưng mà không sao. Mình sẽ cho lại vào đây. Meow.
là một cái hũ slime nữa, màu trắng hồng, mùi cũng rất là thơm. Đây các bạn có thể thấy nha. Nguy cơ đây là một cloud cream. Không, cái này là cloud slime. Màu trắng hồng rất là dễ thương, rất là nữ tính. Này coi cho mày có hạt tí, chỉ là cloud slime. Mà Nhi lấy ra rất là nhanh. Đó, rất là xốp luôn. Thật sự nhìn cái màu này Nhi không muốn trộn một chút nào luôn á, nó rất là đẹp. Đó, các bạn thấy không? Rất là tơi xốp luôn, chơi một chút xíu thôi mà nó đã xốp như vậy nè. Nhi cảm thấy nó còn xốp hơn cái cục màu tím luôn á. Mới kéo một chút xíu thôi nó đã tơi lên, phồng lên, rất là đã luôn. Thôi, nhiều quá, ra được nhiều quá. Wow, giờ Nhi chơi cái trò kia được rồi đó. Nhi chơi cho các bạn xem nha. Đó, giống như nó chảy ghê chưa. Nhi rất là thích cái trò này luôn á. Hồi nãy làm lỗi, bây giờ làm đúng rồi nè. Em này không thể nào mà ra bong bóng được rồi. Nhi sẽ làm lại, giống như kiểu làm kem vậy đó. Cái này thì như vậy là đủ rồi, quá đẹp. Mùi thơm quá. Ok, tiếp theo như có một hũ slime nữa, một hũ slime cuối cùng luôn, trắng, hồng, tím, xanh, có những cái charm hình trái tim. Không lẽ đây cũng là, à, đây cũng là lau slime chứ không phải là lau cream nữa. Đây, màu trắng hồng giống hồi nãy nè. Mà bây giờ có màu xanh với màu tím, là trộn lẫn tất cả các màu hồi nãy á, chỉ không có màu vàng thôi. Ui da, ui da, các bạn thấy rõ không? Ủa giống màu bầu trời, đẹp quá. Khá là dễ dàng. Đó, trời ơi, cái màu nhìn giống kiểu màu galaxy á, với màu unicorn đó các bạn. Các bạn thấy giống gì không? Làm sao chơi kiểu đó được, bây giờ Nhi sẽ trộn nha. Trời ơi, cái màu đẹp kinh khủng. U má, thiệt là vãi. Vậy luôn á. Đây, nó cũng giống cùng màu hồng hồi nãy nè. Mới kéo một chút xíu thôi nó đã tơi lên, nhìn rất là đã mắt luôn. Không hiểu sao mà chỉ làm được như vậy luôn á. Hay ghê luôn. Wow, nó, các bạn coi nó tươi lên nè. Với lại khi mà nó trộn màu rồi á, nó ra được một cái màu cũng tím tím xanh xanh, rất là đẹp. Ok, Nhi đã review xong đủ 4 hũ slime. Tắt kìa má ơi.
Vừa rồi là Nhi cũng đã là mở được hộp quà của chị Cà Chua Đỏ là tặng cho Nhi cũng như là tặng cho kênh này là kết thúc chúng ta. Và thay mặt tất cả các thành viên của này là kết, em cảm ơn chị Cà Chua Đỏ nhiều nha. Và bây giờ các bạn nhớ like, share và subscribe để này là kết có nhiều video mới hơn nữa nha. Và đừng quên ấn subscribe cho chị Cà Chua Đỏ nữa nha. Bye bye.